Điểm cơ cao chuyển đến đại hội, ngọn lửa là biểu tượng sức mạnh dân tộc luôn rực cháy rực sáng, tôi thúc mỗi chúng ta hãy vươn lên, vươn cao vươn xa, vì quê hương tươi đẹp, vì đất nước hồn vinh thịnh vượng. Chỉ ít phút nữa ngọn lửa được thắp lên và rực cháy trên đài lửa của đại hội để chính thức khai mạc đại hội thể dục thể thao xã Bắc Điền lần thứ 8 năm 2017, tạo nên một không khí hoành tráng, một tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, tự tin. Chúng ta chúc cho đại hội thành công rực rỡ. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Ngô Minh Minh, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã lên đèn đuốc và thắp lên đài lửa đại hội. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, để tiến hành các nội dung chương trình của đại hội. Phối trục, kẹo ảnh bát, cờ đại hội, cờ tổ quốc và các khối sau: cựu chiến binh, phụ nữ, nông dân, trung học cơ sở, tiểu học 2. Chú ý, lùi về phía sau 3 bước. Riêng khối cựu chiến binh vẫn đứng nguyên. Khối cựu chiến binh, khối phụ nữ, nông dân lùi 3 bước. Đến khối nông dân, trường trung học cơ sở, tiểu học 2. Rồi, Bảo Điền đã tiến vào lễ đài. Ban tổ chức đề nghị các đồng chí hội viên cựu chiến binh rước cờ tổ quốc và cờ đại hội, tạm thời gặp lại cờ tổ quốc và cờ đại hội. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa tất cả các môn sinh, kính thưa các ban ngành đoàn thể trong xã,
rất vinh dự cho câu lạc bộ dưỡng sinh xã Mão Điền đại diện cho người cao tuổi hôm nay về đây phục vụ đại hội thể dục thể thao lần thứ 8 của xã. Xin thay mặt cho câu lạc bộ, chúng tôi xin gửi tới quý vị một lời chào trân trọng nhất. Kính chúc đại hội của chúng ta thành công. Vâng, chúng ta đang sống những ngày vẻ vang hôm nay, ta không quên được công ơn của Đảng. Đảng làm ra ánh sáng, người đưa ta thoát khỏi vong nô. Chúng ta không quên được cuộc sống tối tăm khổ cực của dân tộc ta trong thời kỳ Pháp thuộc. Ôi, nhớ lại năm nào thủa trước, xóm làng ta sơ xác heo hon, nửa đêm thuế thúc trống rồn, sân đình máu chảy đường thôn lính đầy, cha trốn ra hòn gây quốc mỏ, anh chạy vào đất đỏ làm phu, bán thân đổi lấy đồng xu, thịt xương vùi gấp cao su mấy tầng, con đói là ôm lưng mẹ khóc, mẹ đờ con đấu thóc cầm hơi, kiếp người cầm vãi cầm rơi, biết đâu nẻo đất phương trời mà đi, lần tới trước đến khi hưởng sáng mặt trời kia cờ Đảng dương cao. Trùng trùng cách mạng ra quân, phất cao cờ đỏ công nhân dẫn đầu, gọi máy chày bến tàu hầm mỏ, hòn gay kêu đất đỏ đấu tranh. Áo nâu liền với áo xanh, nông thôn cùng với thị thành đứng lên. Đòi cơm áo, đòi quyền dân chủ, đường càng đi đội ngũ càng đông. Đố ai tắt cạn được dòng nước xuôi. Rồi từ đấy đã 30 năm chẳng, cuộc đời ta theo Đảng tiến lên. Bài thể dục dưỡng sinh mang tựa đề Công Nông Binh Trí do câu lạc bộ dưỡng sinh xã Mão Điền trình bày. Bài được dựa theo nhạc phẩm Đảng đã cho ta một mùa xuân của nhạc sĩ Phạm Tuyên, lời bình theo thơ Tố Hữu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người cao tuổi xã Bắc Yên xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân xã Bắc Yên. Xin cảm ơn. Việt Nam là vòng danh tiếng mãi tự
gõ của truyền miền Nam đã vào sân làng xây luyện tập những thế quyền võ của truyền miền Nam là môn sinh võ của truyền dân tộc kinh tổ ân thầy quy bạn đồng nhiều sẽ khỏe mạnh sống lâu. Đã vào sân làng xây luyện tập những thế quyền võ của truyền Việt Nam. Đã vào sân làng xây luyện tập những thế quyền võ của truyền Việt Nam. Xa xôi ta về đây sum họp một nhà,
nhà Việt Nam ông cha ta xây, bao ngàn năm dòng giống dòng tiên, lạc long quân Âu Cơ, anh hùng áo nâu Quang Trung đã từng danh dùng bước giặc thù, giữ gìn núi sông thân yêu đã một lần thống nhất Việt Nam. Chí trai làm đi, hào hùng nương đi oanh y, rèn luyện võ công oai danh, đó chính là võ cổ truyền, cổ truyền Việt Nam. Từ năm châu muôn phương ta về đây xây dựng cơ đồ, làm rạng danh quê hương ông cha, tô hồng thêm dòng máu Việt Nam, dòng sự xanh lam sơn, anh hùng nữ nhi trưng vương, đã vì dân vì nước diệt phù, bao tôn võ công oai danh, võ cổ truyền của quốc Việt Nam, bao tôn võ công oai danh, võ cổ truyền của quốc Việt Nam. Cảm ơn màn biểu diễn của câu lạc bộ võ thuật Bình Định Giang. Các khối về vị trí. Các khối về vị trí ban đầu. Các khối đứng dậy về vị trí ban đầu. Đây thì khối trục và tổ quốc của đại hội triển khai như ban đầu. Đây thì khối trục triển khai và tổ quốc của đại hội như ban đầu. Toàn thể lực lượng tham gia đại hội đã đóng góp cho sự thành công của buổi lễ khai
khai mạc đại hội thể dục thể thao sáu đường Hồ Chí Minh năm 2017. Xin kính chúc toàn thể quý vị khán giả hạnh phúc, thành đạt. Lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao sáu đường Hồ Chí Minh năm 2017 đến đây kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được kính mời các quý vị đại biểu trở về phòng họp tầng 2 của ban nhân xã để rút kinh nghiệm. Các khối giáo hành đứng nguyên tại chỗ để theo thứ tự trở lại vị trí tập kết ban đầu. Sau khi về vị trí tập kết ban đầu, tổ trọng tài tiếp tục làm việc điều hành các nội dung thi đấu của đại hội.